Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn văn lớp 6 kỳ 2 được soạn theo chuẩn công văn 5512. Bản giáo án này do nhóm các thầy cô trên tech 12 giờ thực hiện. Như trên màn hình thì chúng ta có thể thấy đây là bài soạn của bài học đường đời đầu tiên. Nhìn vào giáo án thì chúng ta có thể biết có các phần như thế này. Phần 1 lớn sẽ có 1 kiến thức, 2 phẩm chất, 3 năng lực. Phần 2 lớn, thiết bị dạy học và học liệu. Phần 3 lớn, tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học. Ba lớn thì sẽ có A hoạt động khởi động và B là hình thành kiến thức. Thì mỗi hoạt động sẽ có những bước như là bước 1, chuyển giao nhiệm vụ. Bước 2 là thực hiện nhiệm vụ. Bước 3, báo cáo kết quả. Bước 4 là đánh giá kết quả. Thì những phần này thì đều được soạn chuẩn theo công văn 5512. Chúng ta có thể xem bài tiếp theo. Vẫn là bài học đường đời đầu tiên, tiết tiếp theo. Thì như bài của tiết 1 thì chúng ta cũng sẽ có những phần như phần 1 lớn, 2 lớn, thiết bị dạy học và học liệu, 3 lớn, thì cô có thể thấy thì tất cả những cái bước, những cái phần thì đều có đầy đủ các bước và chuẩn theo công văn 5512 vừa mới ra. Và chúng ta có thể xem một bài bất kỳ nữa để biết được là tất cả các bài trong giáo án này đều được soạn chuẩn theo công văn 5512. Tích 12 giờ sẽ kéo xuống một bài bất kỳ. Để thầy cô có thể tiện theo dõi. Rồi ạ, câu trần thật đơn không có từ là. Sẽ có mục tiêu, thiết bị dạy học và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học. Thì cũng sẽ có đầy đủ các bước và những hoạt động. Như vậy thì thầy cô đã thấy tất cả các bài học trong chương trình thì đều được soạn theo chuẩn công văn 5512 một cách chi tiết. Để tải giáo án này thì thầy cô vui lòng xem hướng dẫn ở bên dưới. Còn bây giờ thì cảm ơn thầy cô đã theo dõi video của Tech 12 giờ.